Du có sở trường là sỉ mũi nên mình sẽ cho Du sỉ mũi từ 3 cơ ly vào cộng 1. Chỉ cần mỗi lần như vậy là một điểm, Du hoàn thành 3 cái là sẽ thành công. 3 vô 2 là ok rồi nha các bạn. Chơi thôi.